Hello, xin chào mọi người, mình là Nguyễn Loan và hôm nay thì mình sẽ giải đáp cho các bạn về cái sản phẩm thuần mộc của Thanh Mộc Hương. Có rất là nhiều bạn hỏi mình là chị ơi, sản phẩm này bao nhiêu tiền hay là mua ở đâu, hàng chuẩn, hàng chính hãng phân biệt như thế nào, rồi là những bệnh gì thì có thể chữa được mà em bị lâu năm như thế này có chữa được không, cách sử dụng ra sao, vân vân và vân vân. Trong quá trình thì mình tư vấn cho khách hàng thì mình gặp rất là nhiều câu hỏi, nhưng mà đó là những cái câu hỏi mà thường gặp đầu tiên. Thì đầu tiên thì cái giá thì nó không thay đổi được rồi. Cái giá nếu mà giá lẻ của công ty thì nó sẽ là 190.000 nha mọi người. Đây là cái tip thuần mộc 190.000. Đó, và sản phẩm chính hãng nó như thế nào, làm sao mà phân biệt được. Thì cái này thì nếu mà bạn nào mà chưa biết thì mọi người có thể theo dõi những video trước. Mình cũng đã phân biệt cho mọi người rất là nhiều rồi. Thì đối với cái tip thuần mộc mẫu cũ thì mọi người sẽ thấy là nó chỉ có tem, gọi là tem xác thực như thế này thôi. Đó, nhiều khi là... Nhiều khi là người ta thay cái này thay cái kia mình cũng không biết được, đúng không? Nhưng mà đối với mẫu mới thì mọi người rất là yên tâm. Thứ nhất là đối với cái chữ thuần mộc này này, nó là dạng chữ nổi nên là mọi người sẽ sờ vào vân tay thì mọi người sẽ thấy là nó nổi lên tay rất là rõ rồi. Nên là cái này thì các bạn kiểm chứng rất là nhanh và rất là dễ nha mọi người. Cái thứ hai nữa là tem của nó sẽ có hai đầu. Đấy, tem niêm phong hai đầu. Đấy, niêm phong hai đầu như thế này. Và các bạn thấy là đặc biệt là mã số xác thực như thế này rất là rõ, và đặc biệt là được bọc trong một lớp ni lông. Đấy, ngày trước là các bạn thấy là không có bọc cái gì cả, nên là nhiều khi là người ta có thể là nhiều người người ta thay hoặc là người ta làm gì mình không biết được đó, đúng không ạ? Nhưng mà bây giờ thì nó có một cái lớp con ni lông bao bọc hết như vậy rồi đó. Đầu hai đầu niêm yết tem hết rồi, trước thì hai đầu không có tem đó. Mẫu mới thì các bạn thấy là nó là 16g, tăng thêm 3g nên là cái kích thước nó nhỉnh hơn này đó, mọi người thấy không? Đấy, kích thước nó nhỉnh hơn. Đây là mẫu cũ nhá, mẫu mới nó mới ra như thế này luôn. Và câu hỏi tiếp theo là mọi người quan tâm nhiều nhất, đó là dùng nó có hiệu quả hay không. Thì thực sự là đối với cái sản phẩm này mình phân phối năm nay đã là gần 4 năm rồi, và mình thấy là chưa bao giờ mình thấy là khách hàng thất vọng đâu mọi người. Có rất là nhiều khách hàng đã khỏi các vấn đề về da liễu, dù là lâu năm hay là dù mới. Tất nhiên là các bạn bị mới thì các bạn sẽ dễ chữa hơn rất là nhiều và khỏi rất là nhanh, đúng không? Có những bạn có một tuần thôi là đã khỏi được rồi. Nhưng với những bạn mà bị lâu năm thì các bạn thấy là để mà chữa được cái bệnh da liễu lâu năm thì nó là cả một quá trình. Đó, các bạn thấy là bị từng chòm một nó rất là dễ, nhưng mà nếu mà bị khắp cả người thì đó là cả một vấn đề. Và mình thấy là nếu mà các bạn bị khắp cả người thì nó rất là khó chữa, bởi vì cái loại nấm hoặc loại vi khuẩn, virus nó rất là dễ lây lan. Đấy, mình chữa được vùng này nó lại lây sang vùng khác, đó là cái vấn đề của các bạn. Nên là khi mà các bạn sử dụng này, các bạn cũng phải kiêng rất là nhiều các vấn đề. Ví dụ như các bạn kiêng ăn tanh, đồ tanh cho mình này, cá, tôm, da gà, đó các loại mà nó không có tốt cho cái vấn đề về chữa da liễu thì các bạn không dùng. Xà phòng, xà bông, nếu mà bị nấm đầu các bạn kiêng dầu gội thường. Đó, dầu gội có chất hóa học là nó càng kích thích cho cái nấm, rồi cái ngứa nó, vi khuẩn nó phát triển thêm. Đó, tiếp theo là các bạn thấy là khăn thiếp quần áo mình không vệ sinh sạch sẽ thì nó cũng có thể là rất là dễ bị lại. Nên là mình khuyên các bạn là sau khi mà mình khỏi rồi thì mình cần có một cái chế độ hợp lý, cũng như là cách mà chúng ta bảo vệ da của các bạn. Đấy, da bạn nào mà nhạy cảm thì nó càng dễ bị lại nha mọi người. Đó, hoặc là dễ bị mắc bệnh về da liễu, nên là mọi người phải lưu ý nhá. Và tiếp theo là đối với cái sản phẩm kem bôi da liễu này thì mọi người thấy là sử dụng nó có an toàn hay không, bởi vì có rất là nhiều các bạn nhỏ mà chỉ có vài tháng thôi. Thì thú thực với mọi người luôn là mình đã dùng cái sản phẩm này là từ lúc bé nhà mình là hơn một tháng là mình đã bắt đầu sử dụng rồi. Bây giờ bé là 3 tuổi rồi nha mọi người. Đó là lúc nào nhà mình cũng có một tip như thế này luôn. Nấm, ngứa, rồi là côn trùng đốt là mình đều có thể bôi được luôn, rất là an toàn. Thành phần của nó chiết xuất từ hoàng liên, chiết xuất từ hạt na, keo ong, xuyên tâm liên, roi biển, chiết xuất từ liễu trắng. Mọi người thấy là những cái thành phần của nó cụ thể rõ ràng, không có các cái chất gây tác dụng cho ảnh hưởng đến da. Đó, các bạn thấy là nó rất là nhiều những cái thành phần, nhưng mà những thành phần này nó đã được kiểm chứng rất là ok rồi. Nên là các bạn nhỏ hay là ham da tràm sữa đều có thể dùng được. Hay là những bạn mà đang bị mụn do viêm, lỗ chân lông, mẩn ngứa, rồi hắc lào, nấm các loại, dị ứng mỹ phẩm, các bạn đều có thể sử dụng được cái sản phẩm kem bôi da thuần mộc này nhá. Đó, thì cái cách sử dụng rất là đơn giản thôi, các bạn chỉ cần dùng cho mình ngày 2 lần, buổi sáng và buổi tối. Đó, buổi sáng và buổi tối cứ để làm da sạch đi, sau đó các bạn bôi thoa là được thôi. Đó, còn mã xác thực như thế này các bạn hãy kiểm tra hàng, gửi đến tổng đài ok rồi chúng ta mới nhận hàng nha mọi người. Đó, thì nếu mà các bạn vẫn đang còn thắc mắc cho cái sản phẩm thuần mộc, các bạn có thể liên hệ trực tiếp với mình qua số điện thoại là Nguyễn Loan 0985 38298. Ok, xin chào mọi người.